Truyền thuyết Hồ Gươm. Vào thời Giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, cứ coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị thua. Đã đến lúc mình cũng cần phải đi rồi, mình phải gia nhập nghĩa quân Lam Sơn để đánh giặc trả thù cho bà con. Nốt đêm nay nữa thôi, cầu trời cho con mẻ cá to để còn có một chút tư trang ít ỏi mang đi đường tìm đến với nghĩa quân. Ôi nặng quá, phen này ta được con cá to rồi, không uổng công ngồi ngáp ngắn ngáp dài suốt cả buổi tối. Hả? Ôi trời ơi, tưởng bở kéo được cá to, hóa ra chỉ là một thanh sắt rỉ. Quảng này chẳng có cá rồi, ta phải đi quảng khác thôi. Trời sắp sáng mất rồi. Lần này thì không trượt đi đâu được nữa nha. Nặng thế này thì chắc chắn là mẻ cá to rồi. Hả? Cái gì thế này? Lại là cái thanh sắt quái quỷ này ư? Hai quảng sông kích thước xa nhau mà. Lạ thật. Hả? Một lưỡi gươm đã gỉ sét, càng cớ gì mà hết lần này đến lần khác nó lại mắc vào lưới của ta chứ. Thôi, ta cứ giữ lại bên mình, biết đâu sau này lại giúp được gì. Về sau, Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ, không nề nguy hiểm. Một đêm, tại nhà của Lê Thận, các tướng sĩ cùng nhau thảo lại kế hoạch cho trận chiến sắp tới. Ôi, có cái gì đó đang phát sáng kìa. Đây là thanh sắt mà thần đã nhặt được trong một lần đi kéo cá đó, thưa chủ tướng. Kỳ lạ ở chỗ, nó đã vướng vào lưới của thần hai lần liền, mặc dù thần đã kéo cá ở hai khúc sông khác nhau. Mọi người xem, trên tay có khắc hai chữ Thuận Thiên, đúng là một lưỡi gươm lạ. Thần vẫn luôn linh cảm lưỡi gươm này có một điều gì đó rất đặc biệt. Có lẽ đến một thời điểm nhất định, lưỡi gươm này sẽ phát huy tác dụng của nó. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông bèn dừng ngựa, trèo lên xem. Ôi, là một chuôi gươm bằng ngọc ư? Chuôi gươm? Phải rồi, lưỡi gươm của Lê Thận. Vừa như in. Đây là lưỡi gươm thần của Đức Long Quân giúp chủ tướng đánh giặc. Hãy cầm nó và chiến đấu hết lòng. Xin đa tạ Đức Long Quân. Đây là thần có ý phó thác cho Minh Công làm việc lớn. Chúng thần nguyện đem xương da của mình theo Minh Công và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc. Xin chào lời của chủ tướng. Từ đó, nghệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp trận địa, làm cho quân Minh bạc vía. Rút quân, mau rút quân! Hỡi các tướng sĩ, hãy xông lên, rửa nhục cho bà con, quét sạch Giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi, gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước. Thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi. Xin đa tạ Đức Long Quân. Sau khi dẹp tan Giặc Minh, đất nước ta được thanh bình, Lê Lợi lên ngôi vua. Một con rùa lớn kìa, hãy cho thuyền đi chậm lại. Vâng, thưa Đức Vua. Xin bệ hạ hãy hoàng gươm lại cho Long Quân. Đa tạ Đức Long Quân đã cho mượn thanh gươm báo để trừ Giặc Minh. Đa tạ Đức Long Quân đã cứu giúp cho nhân dân. Xin hãy chở che đất nước từ nay được thái bình thịnh trị. Đúng là Đức Long Quân đã cho chủ tướng mượn gươm, nhưng chính ý chí quật cường, tình yêu nước bao la của chủ tướng và sức mạnh đoàn kết một lòng của cả nhân dân mới đạt nên chiến thắng này. Chủ tướng thật xứng đáng là vua của một nước, hãy luôn vững lòng. Từ đó về sau, nơi nhà vua trả lại gươm báo cho rùa vàng gọi là Hồ Hoàng Kiếm, hay còn gọi là Hồ Gươm,
tên hồ còn được lấy để đặt cho một quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, và nó cũng là hồ nước duy nhất của quận này cho đến ngày nay. Đám cưới tình yêu. Em đẹp lắm, chiếc váy rất hợp với em. Cảm ơn anh, em cũng rất ưng ý chiếc này, mình lấy nhé. Ừ. Linh à, bố con có cuộc họp phải về muộn, để cô nấu cơm cho con ăn trước nhé. Sao hai cô cháu không ăn trước đi, chờ anh làm gì? Anh về rồi à? Không sao đâu anh, cả hai bọn em đều chưa đói mà. Anh mau vào thay đồ còn ra ăn cơm, để em đi gọi con cho. Cảm ơn em. Linh à, con làm sao vậy? Cô Trang đã vất vả để nấu cơm mà, còn lại tỏ thái độ như vậy à? Kìa anh cứ kệ con đi. Con không thích, con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu thôi. Còn bé thật là, chẳng biết bao giờ mới lớn lên được đây. Anh à, không sao đâu, dần dần rồi con sẽ hiểu. Em chỉ mong không làm tổn thương đến tâm lý của con bé thôi anh. Cảm ơn em. Linh à, con chưa ăn gì cả, uống cốc sữa nóng này đi con. Linh à, cô muốn nói chuyện với con một chút có được không? Chuyện gì cô nói nhanh đi ạ. À? Linh này, chỉ còn ít ngày nữa thôi là cô và bố Lâm của con sẽ làm đám cưới. Con có thể mời bạn thân của con nếu như con muốn. Con không mời ai đâu, con cũng sẽ không đến đám cưới. Linh à, cô biết con không thích cô sẽ cố gắng nhiều hơn để con có thể tin tưởng và có cảm tình với cô. Nhưng đây cũng là ngày vui của bố con. Nếu như không có con á, bố và cô sẽ rất buồn. Cô mong con nghĩ lại. Vậy, nếu như con muốn mẹ của con đến dự đám cưới thì sao ạ? Cô cũng đồng ý chứ. Nếu như mẹ con đến thì con sẽ tham dự đám cưới của hai người. Còn nếu không thì đừng mơ thấy con ở đó. Alo, ai đấy ạ? Linh à, con muốn gặp mẹ một lát không? Mẹ nghe, mẹ mới về ạ. Con tưởng mẹ đang ở nước ngoài cơ mà. Mẹ về mấy hôm rồi, nhưng bận nhiều việc quá chưa gọi được cho con. Vâng, vậy 20 phút nữa con và mẹ gặp nhau ở quán kem đầu phố nhé. Ừ, vậy nha, hẹn gặp con ở đó. Con chào mẹ. Ôi, con gái của mẹ xinh quá à. Ngồi xuống đi con. Mẹ về hẳn hay là thế nào ạ? Cuối tuần là mẹ phải bay về bên ấy rồi. Vậy sao ạ? Mẹ xin lỗi. Không sao mà mẹ, chỉ là... Bộ có chuyện gì sao con? Giá như con có mẹ bên cạnh trong thời gian khó khăn này. Sao thế con? Cô ấy không tốt hay là như thế nào? Cũng không hẳn đâu mẹ ạ. Cô ấy có vẻ rất hiền, nấu ăn thì cũng ngon. Nhưng mà không hiểu sao con không thể thích cô ấy được. Linh à, có phải là con đã nói với cô ấy là sẽ không đến dự đám cưới nếu như không có mẹ đi cùng, phải không? Mẹ về đây chính là vì lời mời của cô ấy đấy. Ừ, sao ạ? Con không nghĩ là cô ấy sẽ làm như vậy phải không? Chính cô ấy đã thuyết phục mẹ trong suốt một tuần liền. Ngày nào cô ấy cũng gửi thư điện tử rồi gọi điện cho mẹ. Cô ấy còn gửi trước vé máy bay cho mẹ nữa. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Mẹ cũng không nghĩ là cô ấy lại làm như vậy. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu thương con. Cô ấy sẽ làm tất cả vì con và vì bố. Cô ấy thật sự khiến mẹ cảm động đấy. Nhưng con đã đối xử rất tệ với cô ấy. Con... Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con trong suốt quãng thời gian con lớn lên. Mẹ thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng mà giờ đây, mẹ lại cảm thấy yên tâm khi cô ấy có thể thay mẹ lo cho con, bên cạnh con và yêu thương con. Mẹ... Thank you.
Cảm ơn con vì đã đến. Con xin lỗi, cô đã rất tốt với con. Vậy mà... Không đâu, không đâu con à. Cảm ơn con nhiều lắm. Chiếc cặp sách. Nói, con đi thăm chị hai đây ạ. Út hôm nay được lên tận chợ xã thăm chị hai, chắc vui lắm đúng không? Dạ, nhà chị hai làm ở trên thị xã chắc đông đúc, nhộn nhịp lắm. Út ơi, bác Bảy gọi con đó, đi nhanh không bác chờ. Bác cháu mình đi thôi. May quá có bác cho đi nhờ. Mấy tháng nay chị nó bận không về được. Thằng nhỏ cứ kêu nhớ chị hoài à. Nặng nặc đòi lên thăm chị cho bằng được đó. Có gì đâu, đằng nào cháu cũng lên chợ xã có việc mà. Nói, con đi nhé. Ừ, con đi đi. Chợ xã đang vui quá, bác Bảy nhỉ? Số 51, ở đây rồi. Chị hai con làm ở đây nè, con vào chơi với chị đi. Bác đi mua mấy thứ đồ, rồi lát quay lại đón nhé. Dạ. Chị hai ơi, Út đây. Út, Út ơi, chị đây. Chị hai, sao lâu lắm con về thăm nhà? Em nhớ chị quá. Sao em lại lên được tận đây? Tại em cứ kêu nhớ chị hai. Thế là nội nhờ bác Bảy đưa em lên chơi với chị một lát. Lúc nữa bác Bảy về, em lại về cùng luôn. Gặp được chị hai là em vui rồi. Ừ, chị cũng nhớ Út với nội lắm. Nhưng dạo này cửa hàng bận quá, không xin nghỉ được. Thôi, ngồi vào đây cho đỡ nắng đi em. Wow, nhiều cặp sách đẹp quá chị hai ơi. Chị hai, chị làm ở đây hả? Nhiều cặp sách đẹp quá, thích thế. Ừ, Út thích ăn bánh bao không? Chị mua cho một cái. Bên kia đường có nhà làm bánh bao ngon lắm. Dạ thôi, sáng nay em ăn với nội rồi, giờ vẫn chưa đói. Mà chị hai ơi, em đổi bánh bao lấy thứ khác được không chị? Được. Em không thích bánh bao, thế ăn gì thì cứ nói. Chợ xã món gì cũng có hết. Chị hai, chị cho em cặp sách in hình siêu nhân kia của chị được không? Em chỉ mê mỏi nó thôi. À, cái sách ấy... Út ơi, nó không phải của chị đâu. Nếu là của chị cho em ngay. Chẳng tiếc gì em cả. Nhưng mà cái này là của người ta. Vâng, thế thôi. Nội, con về rồi đây. Nội, con đi thăm chị hai. Nội ở nhà có nhớ con không? Bố nhà anh y như con vẹt ấy. Thầy đi thăm chị có vui không? Chẳng vui. Chị hai bảo thương con, nhớ con. Vậy mà con xin một cái cặp sách mới để đi học mà chị cũng không cho. Trong khi nhà chị ở có bao nhiêu cặp sách, có cả cái cặp siêu nhân mà con thích nữa chứ. Thằng nhỏ mới 6-7 tuổi đầu, làm sao hiểu được chị hai nó. Đi làm thuê cho người ta, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi bà nuôi em. Không phải chị hai không thương con đâu, chị thương con lắm. Làm được bao nhiêu tiền dành dụm đều gửi về cho con đi học đó. Chứ nội làm gì có tiền cho con đi học. Chị hai bán hàng thuê cho người ta, chứ không phải đồ của chị mà cho con được. Mà con biết không, ngày nghỉ chị con cũng không dám về, vì sợ không đủ tiền đóng học phí, không đủ tiền mua quần áo mới cho con đến trường. Út à, nội, Con đã không biết chị hai thương con nhiều như vậy. Con xin lỗi nội. Xin lỗi chị hai.
Bài học của mẹ. Bịt bịt. Lạ quá, sao sáng nay nhà mình vắng vẻ thế hả mẹ? Ừ, con gái dậy rồi à. Ăn sáng nhanh nào, ông bà vừa ra ngoài, em Dũng đòi đi theo rồi. Cha, ngon quá, không ai nấu ăn ngon bằng mẹ. Con ăn xong nhớ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo cho mẹ nha. Vâng. À, cuối tuần này trường mẹ có tổ chức đi thăm và tặng quà cho các em bé ở trại trẻ Hoa Hướng Dương. Con tham gia nha. Ừ, chỗ đó là ở đâu ạ? À? Có xa không mẹ? Cách thủ đô khoảng 40-50 cây số con à. Ừ, xa thế, lại về vùng nông thôn. Thôi mình ở nhà cho nó lành, nằm đọc truyện chả thích hơn à. Ờ, cuối tuần con có cái hẹn với bạn đi mua sách rồi ạ. À. Ừ, thế thôi vậy. Kể cũng hơi tiếc, vì đợt này trường mẹ tổ chức khá quy mô. Có cả những người nổi tiếng như là Lệ Minh và đài truyền hình về ghi hình nữa. Thôi mẹ đi đây. Mẹ vừa bảo có ca sĩ, diễn viên Lệ Minh. Trời ơi, thần tượng của mình, đúng là dịp may hiếm có. Lại có cả đài truyền hình về ghi nữa. Thế thì phải tham gia thôi. Ờ, thế thì con có thể hoãn cuộc hẹn với bạn ạ. Đi làm từ thiện là việc hết sức ý nghĩa, con sẽ tham gia ạ. Ừ, tốt lắm. Con gái của mẹ nghĩ được vậy là mẹ rất mừng. Thôi, con nhớ dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi nha. Vâng ạ. Mình sẽ mặc chiếc váy này, chụp thật nhiều ảnh với chị Lệ Minh, rồi còn lên sóng truyền hình nữa chứ. Mẹ ơi, con nhờ mẹ mang món quà này đến tặng các bạn chỗ mẹ đi làm từ thiện nhé. Ừ, con trai của mẹ ngoan quá, mẹ rất tự hào về con. Nhất định mẹ sẽ chuyển đến tận tay các bạn. Thằng ngốc này, cả một đống tiền mừng tuổi, bảo cho chị mượn thì không cho cơ. Sao chị lại nói thế? Mẹ ơi, cuối tuần này đi làm từ thiện, mẹ cho con cầm chiếc máy ảnh mới nha. Đi giúp đỡ mọi người thì cần gì máy ảnh hả con? Con muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là bên ca sĩ Lệ Minh ạ. Rồi đám bạn ở lớp con phải lác mắt vì ghen tị ạ. À, mẹ quên lúc chiều về không nói với con. Cuối tuần ca sĩ Lệ Minh có thể không tham gia cùng trường mẹ, vì bận việc đột xuất không thể trì hoãn. Có thể đài truyền hình cũng không thể tham gia được con à. Ờ, không có ca sĩ thần tượng, đài truyền hình cũng không tới. Thì mình đi làm gì cơ chứ, uổng phí cả thời gian. Mẹ ơi, con chợt nhớ ra là cuối tuần con có việc bận rồi. Con gái, vừa sáng nói là hoãn cuộc hẹn với bạn, nhận lời tham gia từ thiện cùng mẹ rồi, giờ lại bảo bận là sao con? Con bận thật mà. Ừ, thôi, con bận thì ở nhà vậy. Mà mẹ không hiểu tại sao con lại thích ca sĩ Lệ Minh như vậy nhỉ? Ca sĩ Lệ Minh hả mẹ? Cô ấy vừa hát hay, nhảy đẹp, lại ăn mặc rất thời trang. Cô ấy là thần tượng của con mẹ ơi, mà mẹ cũng rất thích cô ấy mà. Đúng, mẹ cũng rất thích Lệ Minh, nhưng không phải vì những lý do như con vừa kể đâu. Ừ, thế thì vì sao ạ? Niềm tin. Tivi, tủ lạnh, máy tính, đồ điện không bán không? Tivi, tủ lạnh, đồ điện không bán nào?
chào bác. Chào cháu, cháu ngoan quá. Na ơi, vào nhà đi con. Na, mẹ đã dặn con như thế nào? Sao con vẫn tự nhiên nói chuyện với người lạ như vậy? Con có biết bây giờ có nhiều người xấu lắm không? Nhưng bác ấy trông hiền lắm mẹ ơi. Mỗi lần đi qua, bác ấy toàn cười với con thôi. Bác ấy cần khen con đáng yêu nữa mẹ ạ. À. Con à, dạo này có rất nhiều người giả danh là những người mua bán dây chai sắc dụng, đi đến các nhà rồi lừa đảo, thậm chí bắt cóc trẻ con. Bây giờ con còn bé, chưa phân biệt được tốt xấu. Mẹ không muốn con tiếp xúc với họ, nhất là khi mẹ vắng nhà thì sẽ ra sao? Con phải hứa là không được gặp và nói chuyện với họ thì mẹ mới yên tâm. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Ồ, chắc là mẹ đi chợ, phải xin mẹ mua bánh đa vừng đã. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mua bánh đa vừng cho con nha mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Ơ, mẹ, mẹ đi đâu mất rồi? Rõ ràng mình thấy mẹ đội nón quẹo xe vào đây mà. Sao ai cũng có nón giống mẹ như vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Tội nghiệp quá à. Con bé khóc sưng húp cả mắt rồi. Vậy nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở trên một con ngõ nhỏ, cạnh đường có nhiều châu cháu. Nói vậy thì ai mà biết là ở đâu hả trời. Phải rồi, hãy đưa con bé vào gốc cây kia cho khỏi nắng đã. Con bé đi đâu không biết, tìm khắp làng trên xóm dưới mà không thấy. Nó có mệnh hệ gì thì tôi biết sống làm sao. Chị đừng lo lắng quá, chúng ta đi tìm một lượt nữa. Bác ba tổ trưởng đã đi báo công an rồi, sẽ sớm có tin tức của con bé thôi. Con bé làm sao vậy các chị? À, chả biết con cái nhà ai đi lạc mà không nhớ đường về. Ừ, nhà cháu ở đâu? Sao bị lạc như vậy? Nhà cháu ở trên một con hẻm có hoa dâm mục đỏ rực, ở gần bờ mương. Đầy cỏ mai, nhiều châu cháu lắm. Cô đưa cháu về nhà chứ. Có phải nhà cháu có một cây ổi rất to ở trước nhà đúng không? Và mẹ cháu thường phơi rất nhiều quần áo ở sân nhà cạnh cây ổi. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Theo lời cháu thì tôi biết con hẻm ấy rồi. Ở dưới xóm hạ các chị ạ, để tôi đưa cháu về. Lại đây cứ mua cho cái bánh đa ăn đã nha. Đúng nhà cháu rồi, là cái nhà hai tầng kia kìa cô. Thôi, cháu mau vào nhà đi, cô phải đi đây. Chào cháu nha. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi đâu mà để mẹ lo lắng như vậy hả Na? Con đi theo mẹ mà. Con chơi ở ngõ, thấy mẹ đi chợ qua, mà gọi mãi mẹ không nghe. Con chạy theo mẹ rồi bị lạc. Trời ơi là trời, hôm nay mẹ có đi chợ đâu con. Mẹ ở nhà dọn dẹp từ sáng tới giờ mà. Ờ, con tưởng mẹ đi chợ, quá ra con nhầm mà. Mẹ ở nhà mà, con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Vậy ai đưa con về? Họ đâu rồi? Để gia đình mình còn cảm tạ chứ. Cô bán dây chai đã đưa con về. Cô ấy còn mua bánh đa cho con ăn nữa. Nhưng cô ấy đi đâu mất rồi? Một cô bán dây chai à? Cô ấy tốt lắm. Vậy mà mẹ cứ bắt con không được trò chuyện, tiếp xúc với những người lạ bán dây chai với Dũng. Ai dê chai với Dũng bán không? Một cô bán dê chai đã đưa con về. Cô ấy tốt lắm. Con còn mua bánh đa mừng cho con ăn nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.